Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây thì trên một số trang mạng xã hội, dư luận xã hội cũng như là trang thông tin điện tử cá nhân có nêu việc Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La ra nghị quyết về việc xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư lên tới 1.400 tỷ đồng. Những người đưa thông tin vừa nêu, vô tình hay cố ý đã làm sai lệch nghiêm trọng nội dung và bản chất của sự việc. Tại cuộc họp báo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức chiều nay, ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, toàn bộ đề án xây dựng khu trung tâm hành chính văn hóa ở thành phố Sơn La gồm trung tâm hành chính của tỉnh do các cơ quan hành chính của tỉnh phải di chuyển ra khỏi khu di tích quốc gia đặc biệt nhà tù Sơn La, quảng trường và khu tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao giải trí, nơi dự định xây dựng tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc, khu đô thị và nhà tái định cư cùng hệ thống đường giao thông, điện, nước, cây xanh, công trình phúc lợi khác. Đề án này có tổng khai toán khoảng 1.400 tỷ đồng. Riêng công trình tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc gắn với quảng trường và không gian văn hóa xung quanh có khai toán khoảng 200 tỷ đồng. Phương án huy động vốn cho toàn bộ dự án gồm vốn ngân sách, vốn chỉnh trang đô thị, vốn khai thác từ quỹ đất và vốn xã hội hóa. Việc triển khai dự án sẽ tính toán hợp lý lộ trình, bước đi phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh và tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Vừa qua trên các cái thông tin thì chúng ta thường chỉ nói là đề án xây dựng tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Nhưng mà tên nghị quyết số 127 ngày 8 tháng 7 năm 2015 đã gửi tới đồng chí là tôi xin được đọc lại nguyên văn là đề án xây dựng tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc gắn với quảng trường tại thành phố Sơn La. Chúng ta thường là bỏ cái vế thứ hai, tức là gắn với quảng trường. Và trong nghị quyết thì nêu cái quảng trường này gồm có 6 cái dự án thành phần. Tức là cái tổng mức đầu tư của dự án tượng đài Bác Hồ thì phải thực hiện đến bước phê duyệt dự án. Còn khái toán theo đề án thì khoảng 200 tỷ. Như vậy chứ không phải là 1.400 tỷ như là các cái thông tin chúng ta đã nêu. Tỉnh Sơn La cũng cho biết tất cả mới chỉ nằm ở bước khái toán ban đầu. Hiện tại, đề án cũng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan ban ngành, đoàn thể, nhân dân, mà đặc biệt là đồng bào, các dân tộc Tây Bắc. Xung quanh chủ trương xây dựng tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La thì trong ngày hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La báo cáo về việc đầu tư đề án này và làm rõ những nội dung báo chí phản ánh gửi Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 8. Trước đó, trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Lê Việt Trường, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 13 vừa qua về việc xây dựng quảng trường tại các tỉnh, thành phố, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định đến thời điểm hiện nay không có quy hoạch chung cho hệ thống quảng trường cả nước. Theo quy định của luật ngân sách nhà nước thì quảng trường tại các tỉnh, thành phố là công trình của các tỉnh, thành phố và do ngân sách địa phương chịu trách nhiệm bố trí vốn thực hiện. Quyết định xây dựng các quảng trường thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố. Thủ tướng cho rằng việc xây dựng quảng trường cần được nghiên cứu trên cơ sở tổng hòa giữa nhu cầu của địa phương, cộng đồng dân cư, theo tiêu chuẩn, quy chuẩn của các bộ quản lý, ngành có liên quan, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội và khả năng huy động vốn. Các công trình dự án có sử dụng vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương phải tuân thủ quy trình lựa chọn nhất định, phù hợp với mục tiêu, khả năng cân đối của ngân sách nhà nước và mức hỗ trợ của ngân sách trung ương.